Khen ơi khen, thịt chó không ăn được đâu con ơi. Hai đứa thân thiết vui vẻ, còn con Bưởi nó lo lắng giùm gái đen thui của nó. Coi chừng con mắt mày bị chột giống tao bây giờ. Và chị Ba đã chứng minh con này nó dễ lắm, không có khó đâu mẹ ơi. Rồi bây giờ vô thẳng vấn đề nè. Bữa hổm đăng con mắt con Bưởi bị mèo quýnh, có nhiều comment vô nói gì nè. Nghĩ sao chó với mèo là hai loài không thể nuôi chung? Tại sao nuôi chó mèo chung với nhau? Đâu phải qua đũa cả nắm vậy. Có những con mèo hiền vẫn sống chung với chó hàng chục năm bình thường. Tại vì con Bưởi vô tình nó gặp con Dẻ, mà con Dẻ tôi nhốt trong chuồng. Nó ra ngoài nó quýnh chúng Bưởi thôi. Đây quý vị xem đi, mở mắt lên coi, con chó với mèo giỡn nhau bình thường. Chứ phải chó mèo không nên nuôi chung đâu. Tùy con thôi. Mà con Bưởi nó ám ảnh mèo lắm rồi. Con khen muốn giỡn với Bưởi. Thôi mà Bưởi sợ khen lắm, đừng có giỡn, giỡn chị Ba đi. Thôi thôi khen đừng có hết con Bưởi, hết chị Ba thúi à, không thơm hơn nè. Đấy, không phải chó mèo nào có hổng nên nuôi chung đâu, mấy con hiền á. Ôm nhau giỡn suốt luôn. Mà Bưởi kiếp này chắc không dám làm thân với mèo nữa. Nó xui gặp ngay con nồi Dẻ này. Dẻ nó ghét chó lắm. Biết sao không? Hồi nhỏ con Dẻ nó bị chó cắn lủng đích à không, lủng lưng. Rồi mèo con chọc chọc nó, con Bưởi đi ngang nó tán cái rồi trúng mặt con Bưởi luôn. Rồi bây giờ con khen rất là muốn làm quen với chị Ba với Bưởi. Nhưng mà thôi, chơi chị Ba được rồi, Bưởi chắc kiếp sau. Khen có đứa em gái cái mèo lông vàng hay nói chút xíu, tôi đặt tên là Khịa. Con gái hay Khịa người ta tên Khịa luôn. Đây là mặt của con khen ha, hiền hậu, chó cũng thương, mèo cũng thương. Đây, con Khịa giúp khen đi chung với nhau, có phân biệt được không? Có mèo vàng nhiều hơn là con em, con Khịa. Rồi con Mớp nó cũng là con cái luôn. Như trong nhà tôi có ba đứa xâm nhập gia cư bất hợp pháp, có mình con khen là con trai thôi. Còn con Mớp chắc tôi kêu là con cà chua quá. Nó con gái mà sao cái mặt nó dị hởm quá. Có năm đứa đi qua đi lại mà chỉ có ba đứa đóng đinh ở nhà tôi, không muốn về luôn. Đây con cà chua nè. Cái lỗ mũi bự gì đặt tên cà chua xứng tầm chưa? Người ta có một tên, mày hai tên mày hơn ta nghe cà chua. Còn đây, cho quý vị biết con Khỉ con Khen nó khác nhau chỗ nào. Lúc này con Khỉ đang nằm ở trong phòng của con Bưởi nha. Thấy chó muốn vô muốn cặp khẽ ta liền. Nó ở đây là không có con nào dám vô, tại nó chằn gai lắm. Chị Ba nhìn mặt Khỉ là không có dám vô là hiểu rồi đó. Khi mà có mùi chị Ba xa xa lấy tay nó tán người ta liền. Nhưng mà nó tán nó không có dừng móng nha. Cứ như thể hiện tao không thích mày ở đây. Trong khi thằng anh khen của nó nhìn thấy chị Ba là nhào vô, chị Ba có làm gì làm, vẫn ngồi kế hít cái hơi của chị Ba. Còn đứa em Khịa thì mày biết nha, tao tán mày bây giờ. Thấy lạ không quý vị? Cho nên tôi đặt thằng anh tên Khen là có đúng không? Đáng khen, gặp chó cũng thương, mèo cũng thương. Mà chắc tôi giữ con Khen lại nuôi quá con ơi. Con mèo mà cạp cổ con chó y như anh em trong nhà là nó thương chó dữ lắm đó. Nếu mà thả nó ra đường, nó gặp con chó nào cũng thương vậy là thấy mẹ. Thương chị Ba quá, mà thịt chị Ba luôn. Cái đó là cách hung của một con mèo đó. Nhiều khi nó đang nhõng nhẽo quá, cái nó ủi cái nó cạp của tôi cũng giật mình, nó cứ chị Ba vậy đó. Còn đây, đây là đứa em của nó nè. Chị Ba nó cứ nhầm lẫn con Khen với con Khịa hoài nha. Bước ra nó nhìn thấy con này, nó tưởng đâu con Khen, nó chạy là biết này tán cái bóp. Mà hơi nó tán không có độc giống như con Dẻ nha quý vị. Khịa là con gái, nhìn cũng đẹp mà cái mặt của mày ngông ngông nghênh nghênh, chả bụi thằng anh của mày. Đồng thanh đồng thủ. Nhìn mặt là biết là đáng khen rồi. Chó cũng thương, mèo cũng thương. Nói chung đó với mèo nó không có biết dành ăn với người ta. Thấy đồ ăn ngon quá cái nó ngồi yên chỗ cho con khác ăn nè. Hèn chi vậy đó, tôi nhốt hai con chung lượng con quỷ này nè. Con Nhị Ca nha. Nhị Ca ở đâu là con khen đi chỗ khác. Không dám dành đồ ăn Nhị Ca. Nhị Ca hả, chó nó kiếm chuyện, mèo nó quýnh. Nó dữ hơn con Khịa này nữa. Mà hiện giờ nhà tôi chỉ có ba đứa thôi. Khen trong họ yêu chó, em gái nó Khịa là anti chó, còn cà chua chưa biết. Khen với Khịa anh em ruột, còn con Mớp này nó cùng lứa nhau. Thấy cái bầy này cũng mồ côi giống cái nó đi chung bầy, coi như nhập băng đảng á. Đây, cái mặt của con cà chua cận mặt nè. Con gái mũi bự xám hồn, tên cà chua là quá đúng rồi. Nó con Khịa, nó lúc nào cũng Khịa anh ta hết trơn. Tối ngày nó Khịa cà chua hoài. Khen đại gia đang nằm cái hai mỹ nhân, biết sao kêu đại gia không? Thấy chất cổ của nó có cái cục như ngọc bội không? Còn hai đứa kia đâu có đâu. Nhưng Khen con nhà giàu, hai đứa con nhà nghèo phải á. Phải chi con Bưởi mà chịu chơi chung với Khen hay quá à. Mà cặp mắt con Bưởi vậy tốt nhất không có nên cho tiếp xúc với mèo. Vì lỡ đâu có chuyện gì xảy ra là đuôi thêm con là mệt lắm. Còn đây, kẻ thù, không, thủ phạm làm con mắt con Bưởi cho nông nổi này. Cũng thông cảm đi, nó bị stress ám ảnh chó từ nhỏ rồi. Cũng không phải nó cố ý quýnh Bưởi nữa. Cái niềm vui duy nhất của Dẻ là được đi cà phê. Không chở, một, nó sẽ mối lửa, hai, nó tuyệt thực. Cái miệng tôi linh quá đó, nó phải chỉ có mẹ mới đi cà phê gặp ngang quỷ này. Còn con Khen canh cửa phòng mà mở là vô kiếm chị Ba kiếm Bưởi ôm. Nhưng mà tốt nhất đừng có đụng tay Bưởi. Nhưng mà có cho con Khen vô dẫn chị Ba là tôi phải cho con Bưởi ra ngoài. Nó hoang mang lắm. Giờ mèo con mèo lớn gì bước tới gần là cái ánh mắt con Bưởi nó nhìn tôi kêu như nó mét á. Mày đuổi con mèo đi giùm tao, tao sợ lắm rồi. Cả cuộc đời này tao không muốn tiếp xúc với mèo nữa. Quý vị có thấy con mèo nào mà cắn con chó mà ôm mà muốn cắn da cho chó không? Chỉ có thấy con chó nó hả miệng giận giận cặp cặp con mèo thì có nha, mà phải cẩn thận. Nhiều khi nó vui vui buồn buồn nó cặp mạnh thử còn sao, lủng xương con mèo đó. Mà con mèo cặp cắn chỉ cho chó tôi ít thấy lắm. Đại đa số mèo nó chê cái mùi của chó. Ai mà có con mèo được vậy thì rất là đáng khen giống Khen nha. Trước khi up video thông báo quý vị, con lúa nó đã biết ngựa rồi. Tối ngày coi kiến hoài. Tôi đem cái kiến vô tôi thử bộ đầm đó, nó cứ nhìn cái bản mặt của nó hoài, không biết nó cho nó đẹp trai hay sao.
Nó coi kiến nha, chứ không phải nó tưởng con mèo khác đâu. Chọn con mắt lên, hỉnh hỉnh cái lỗ mũi. Ồ, mình thật là đẹp trai. Nó tự nhìn nó đó. À quên, cái vụ này chưa kể. Con vẽ không phải là thánh ngồi xe không đâu, mà là thánh ngồi ghế luôn. Bởi hôm sinh nhật của nó, cho nó vô cái phòng kính, thả đi vòng vòng chơi. Nhưng mà nó không chịu đi nha, nó kiếm cái ghế khác nó ngồi. Đưa con mắt lên nhìn người ta nói chuyện, coi tivi, y như một vị khách đặc biệt. Như tụi tôi đi mà gặp khách VIP trong phòng vậy đó.